Xin chào Mai Tuấn Anh. Tại sao bạn lại quyết định chọn nghề người mẫu mà không phải là một nghề nào khác? Trước đây em có thi một cuộc thi là Việt Nam Next Top Model. Thì từ đấy đến nay thì em được tiếp xúc với cả nghệ thuật. Tất cả mọi công việc thì đều phải xuất phát từ lòng yêu nghề. Đầu tiên là phải là thích trước đã. Chứ còn bản thân của em nghĩ thì em nghĩ chắc chỉ là một cái nghề cánh tay trái thôi. Chứ còn sau này thì em cũng sẽ hướng tới một cái nghề tốt cho mình hơn. Cái nghề mẫu rất là bon chen. Và thứ hai là mình phải đi lên bằng những cái mà đánh đổi bằng nhiều thứ, cả về mặt trái lẫn mặt phải đấy. Đánh đổi rất là nhiều nhưng mà cũng em nghĩ là cũng chẳng được bao nhiêu đâu. Chỉ thỏa được cái đam mê của mình thôi. Tôi cũng biết là khá là nhiều những cái câu chuyện ở trong giới người mẫu, mà nhất lại là mẫu nam. Những cái cám dỗ đến từ phía những stylist hay là những nhà thiết kế mà họ thuộc giới tính thứ ba. Vậy thì bạn đã nhận được những cái lời mời nào để có thể mình tỏa sáng hơn bằng cái cách là đánh đổi một cái thứ gì đó từ bản thân? Và cái câu chuyện này xảy ra ở trong giới người mẫu thì như thế nào, bạn có thể chia sẻ được không? Cái chuyện thế giới thứ ba có mặt ở trong đời sống của mẫu thì có rất là nhiều, không thể phủ nhận được điều đấy. Nhưng mà em thì em cũng đã từng có những lời mời rồi, nhưng mà em tự cho mình không được vượt qua một cái ngưỡng cửa, chỉ được một cái giới hạn nhất định thôi. Em không cho phép mình vượt qua. Em nghĩ là trong giới mẫu của bọn em, mẫu nam, thì cũng có thể có những bạn cũng là trong cái giới thế giới thứ ba đấy. Chứ em không nghĩ hoàn toàn là các mẫu nam là đều là chuẩn men. Tôi biết là có rất nhiều những bạn mẫu nam đã đi lên từ cái việc là đánh đổi ở những cái thứ không phải thuộc về mình, mặc dù khi mà các bạn ý bước chân vào giới người mẫu nam là các bạn ý thực sự chuẩn men, nhưng mà sau khi nhận được những cái lời mời, quá nhiều những cái lời mời hấp dẫn từ phía những cái người giới tính thứ ba mà có quyền lực, đó có thể là những nhà thiết kế hay những stylist chẳng hạn, bạn có biết về câu chuyện đó không, và bản thân bạn đã bao giờ nhận được những cái cám dỗ như thế chưa? Ở Sài Gòn thì em chưa được va chạm nhiều, nhưng mà ở Hà Nội đấy thì em thấy là có rất là nhiều bạn rũ bỏ những cái lời mời như thế. Em thấy là rất là nhiều. Nhưng mà có những bạn thì như chị đã nói thì không thể cưỡng lại được với cả những cái sức ép, áp lực từ những người mà có ảnh hưởng từ truyền thông lớn ấy. Người ta mồi chài, người ta săn đón. Thì em thấy là những đấy là em thấy ở Hà Nội này, số ít thôi, số đông vẫn là tự phát lên. Nhưng mà thường là chỉ dừng ở một cái mức nó rất là trung bình, không thể phát triển hơn được nữa. Đối với em thì bạn nghề bao giờ em cũng rất là tôn trọng, tại vì họ có chung niềm đam mê với mình, bao giờ em cũng sẽ tôn trọng. Còn cái cách đi lên của mỗi người thì là đấy là do tùy từng cá nhân. Bạn đã làm thế nào để mà có thể chống lại những cái cám dỗ như vậy? Nói thẳng về bản thân của em ấy, thì em nghĩ là em không dám nói trước được, nhưng mà đến giờ phút này thì em vẫn khẳng định là cái chuyện đấy đối với em nó vẫn là một cái ngưỡng cửa mà em không thể vượt qua được. Em sẽ không kiểu một cách gọi là rũ bỏ kiểu phũ phàng đâu, mà mình cũng hiểu, tại vì là đấy là một cái thế giới của họ, mà cũng như là một người đàn ông thích một người đàn bà thôi. Khi mà người ta thích thì người ta cũng sẽ thổ lộ và người ta cũng lân la. Đấy là những điều mà em suy từ em ra, cho nên là em cũng không bao giờ trực tiếp nói một cách phũ phàng hay là một cách làm cho người ta phải thất vọng. Bạn có lời khuyên gì đối với những bạn nam mà có thể tới đây sẽ lựa chọn nghề người mẫu để mưu sinh? Đối với em, có những lời khuyên với cả tất cả các bạn nam mà muốn bước chân vào nghề mẫu thì hãy có một cái nhận định của riêng mình và phải có bản lĩnh thật sự, tại vì nghề người mẫu nói riêng rất phức tạp, cho nên là em khuyên các bạn là phải có một cái bản lĩnh thật sự là vững chắc nếu như muốn làm nghề thật sự. Xin được cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này.